Anh Nguyễn Duy Tôn và gia đình sống tại Khán Lạ, Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Anh hiện đang làm kế toán của hợp tác xã Thủy Lợi tại xã. Ngoài công việc ở xã, gia đình anh cũng trồng trọt và chăn nuôi rất hiệu quả để giúp anh có thể nuôi dạy hai con trai của mình đang đi học. Anh tốt nghiệp trung cấp kế toán năm 1990, nhưng tại thời điểm đó rất khó để anh có thể tìm được việc. Chính vì thế, anh phải đi làm thuê tại địa phương khác. Đi làm xa nhà một vài năm, nhưng anh hầu như không tiết kiệm được tiền gửi về cho gia đình. Nên anh quyết định quay trở về địa phương để làm ăn và được gần gia đình hơn. Gia đình anh có nuôi 10 con gà dùng cho sinh hoạt gia đình, nhưng lại thường bị chết vì bệnh, nên anh không dám đầu tư nuôi nhiều hơn. Gia đình anh có canh tác lúa và một số cây màu khác, nhưng hiệu quả kinh tế mang lại cũng rất thấp. Gia đình anh Tôn thuộc diện hộ nghèo trong thôn thời điểm đó, với thu nhập trung bình của gia đình dưới 300.000 đồng một tháng. Năm 2008, tổ chức YOM Việt Nam bắt đầu thực hiện dự án phát triển nông thôn tổng hợp với mong muốn giảm nghèo và tạo nhiều cơ hội cho người dân tại địa bàn xã Khám Lạ. Đối tượng hưởng lợi của dự án là các hộ gia đình nghèo, nên anh Tôn đã được chọn và tham gia dự án. Anh đã mạnh dạn quyết định và tham gia. Anh Tôn được tham gia vào các khóa tập huấn về quản lý kinh tế, vay vốn, kỹ thuật chăn nuôi lợn, gà và bò, cũng như được tập huấn trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật trong trồng trọt để giúp tăng năng suất cây trồng. Vào năm 2009, anh được nhận khoản vốn vay đầu tiên là 2 triệu đồng. Anh đã dùng để chăn nuôi 100 con gà. Số vốn này anh vay trong 4 tháng với lãi suất 1,5% một tháng, bằng lãi suất của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại thời điểm đó. Sau 4 tháng, anh đã bán được đàn gà đầu tiên, thu được lãi và trả lại vốn vay cho tổ sản xuất. Anh lại tiếp tục vay vốn, lần sau anh đầu tư 3 triệu để nuôi gà, và sau 4 tháng, anh Tôn lại có thể bán hết số gà và trả lại vốn vay cho tổ sản xuất. Tiếp đó, anh đầu tư 5 triệu để chăn gà và tiếp tục thành công. Anh đã không còn sợ gà chết vì bệnh tật, vì anh đã có rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm cũng như sự tự tin trong chăn nuôi. Đến năm 2010, sau khi nuôi gà, anh đã nhận thấy chăn nuôi vịt có nhiều lợi nhuận hơn, nên anh đã mạnh dạn vay 10 triệu để chăn vịt. Sau khi trả lại vốn vay cho tổ sản xuất, thì anh có thể tự tích lũy cho mình vốn đầu tư vào các vụ chăn nuôi tiếp theo. Gia đình anh Tôn cũng nhận được bò của Ngân hàng Bò dự án. Năm 2009, anh được nhận bê từ dự án, cùng thời điểm anh tiến hành chăn gà với vốn vay từ sản xuất. Năm 2011, anh đã có thể trả con bê đầu tiên cho tổ sản xuất. Đến thời điểm hiện tại thì anh đã có tổng cộng 4 con bê. Anh đã bán đi để trang trải cho gia đình. Nhưng câu chuyện của anh Tôn không chỉ có vậy. Khi bắt đầu tham gia chương trình dự án năm 2009, anh rất ngại và xấu hổ khi giao tiếp với người khác. Sau khi tham gia tập huấn quản lý vốn vay và chăn nuôi trồng trọt, cũng như có được những thành công trong phát triển kinh tế, hàng xóm trong thôn đã đến gặp và học hỏi những kinh nghiệm của anh. Năm 2011, sau 2 năm tham gia vào hoạt động dự án, tập huấn, vốn vay, anh Tôn đã được người dân trong thôn bầu làm phó thôn. Năm 2012, anh đã đảm nhiệm vị trí kế toán của hợp tác xã Thủy Lợi. Hiện nay anh không làm lãnh đạo thôn nhưng vẫn tham gia công việc kế toán. Từ khi tham gia dự án thì gia đình tôi đã được mở mang nhiều về kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt qua những buổi tập huấn của tổ chức YOM. Nay gia đình tôi đã đầu tư và phát triển kinh tế tốt hơn. Tương lai gia đình sẽ mạnh dạn đầu tư nhiều hơn nữa về chăn nuôi và trồng trọt để kinh tế gia đình được thay đổi. Anh Tôn là một gương điển hình thành công mà chúng tôi được chứng kiến. Rất nhiều gia đình trên địa bàn đang gặp khó khăn và tìm cách để thoát nghèo. Các chương trình hỗ trợ chỉ cung cấp vốn vay hoặc chỉ cung cấp tập huấn đơn lẻ thì đôi khi lại làm họ mắc sâu vào nợ nần khó khăn. YOM Việt Nam hợp tác với địa phương thực hiện triển khai các chương trình dự án nhằm tạo ra các cơ hội cũng như tổ chức các khóa tập huấn, hỗ trợ cho người dân xóa đói giảm nghèo, cải thiện điều kiện sống của gia đình họ.